Nằm sâu 21 mét dưới mặt đất, 4 tầng ngầm với những đường tàu chạy và trung tâm thương mại, cả một khu phố ngầm hiện đại kéo dài từ nhà ga trung tâm Bến Thành đến nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn đem lại diện mạo mới cho thành phố mang tên Bác. Như vậy khi hoàn thành, ngay phía dưới chợ Bến Thành sẽ có cả một khu phố ngầm với trung tâm thương mại hiện đại. Khu phố ngầm này kéo dài khoảng 800 mét từ chợ Bến Thành đến tận nhà hát thành phố. Bên cạnh đó, nhà ga trung tâm là tổ hợp của 4 tuyến metro đi ngang qua, trong đó tuyến số 1 đã triển khai xây dựng, tuyến số 2 đang xúc tiến triển khai. Tại các nhà ga ngầm có 4 tầng và dù nhà ga ngầm có độ sâu 40 mét, nhưng hành khách đi lại đều thuận lợi vì có các thang cuốn cho hành khách lên và xuống, có thang máy cho người khuyết tật, người cao tuổi và hành khách có con nhỏ đi lại thuận tiện. Tại mỗi ga sẽ bố trí máy bán vé tự động để hành khách ngồi xe lăn có thể sử dụng được. Đồng thời có hệ thống thông tin chỉ dẫn cửa ra vào metro cho người khiếm thị, có bảng thông tin cho hành khách dễ dàng sử dụng. Tổ hợp nhà ga, trung tâm thương mại được đánh giá là công trình phức tạp nhất, đồng thời cũng sẽ là điểm nhấn quan trọng trong sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán của các nhà đầu tư Nhật Bản, dự kiến thời gian thu lại chi phí đầu tư là khoảng 10-11 năm.